Medicare luôn kiên định mục tiêu là tránh lạm dụng thuốc và sử dụng thuốc một cách an toàn cho bệnh nhân và cũng như là khách hàng. Đối với những cái loại thuốc mà phải kê đơn thì khi khách hàng đến nhà thuốc thì yêu cầu phải có kê đơn của bác sĩ thì dược sĩ mới tiến hành cấp thuốc. Còn đối với một số loại thuốc mà không phải cần phải kê đơn thì dược sĩ sẽ tư vấn hướng dẫn cách sử dụng cũng như là cách sử dụng một cách an toàn. Tôi có một lời khuyên, mọi người phải sử dụng thuốc đúng với chỉ định, đúng với mục đích. Những thuốc nào mà bắt buộc phải kê đơn bác sĩ thì chúng ta phải khám bác sĩ để có kê đơn cho phù hợp, cho khoa học. Và những người thuốc nào không kê đơn thì chúng ta cũng phải nên có sự tư vấn để sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng hàm lượng và đúng với thời gian. Thì nó sẽ đưa lên hiệu quả tốt. Còn nếu không, chúng ta dùng không những là mất tiền, tốn tiền mà sẽ không có được tác dụng như mong muốn. Dịch vụ ở đây rất là tốt ạ. Trang thiết bị thì sạch sẽ. Nhân viên tư vấn thì nhiệt tình và tâm huyết ạ.